Bỏ mẹ ốm đi nhậu. Mẹ, mẹ ngủ đi, mai con dậy sớm đi chợ. Mẹ kể con. Mẹ chưa buồn ngủ lắm, để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đấy nhé. Đức, trời nắng nóng quá, đi làm cốc bia cho mát đi. Đi thì đi, quán nào đấy? Hay ra quán ông Lý Béo đi. Ấy thôi, hôm nay nắng nóng lắm, quán ông ấy có mỗi cái quạt yếu xìu, ngồi một lúc có mà chảy mỡ ra. Sang quán lão Hùng ấy. Ừ, thế đi. Đây, bát mẻ thế này uống có phải vào không? Nào, hết nhé. Đã quá, hay nhỉ. Vừa ra trường, tình cờ thế nào mà mấy thằng cùng quê lại làm cùng công ty. Hay thật. Đúng, cũng một cái đồng hương nào. Cuối tuần này phòng mình tổ chức đá giao hữu với bên phân xưởng đấy. Anh em cố gắng nhé. Cuối tuần này à? Chết, tôi đang định bảo về quê một tí. 3-4 tháng nay từ ngày đi làm chưa về thăm nhà lần nào. Thì để tuần sau rồi bọn mình cùng về. Tuần này mà bỏ lỡ trận này thì tiếc lắm. Phải đấy. Ừ, thôi thế cũng được. Để tuần sau chúng mình cùng về. Alo. Đức à, bác Hoa đây. Cháu về nhà được không? Mẹ cháu ốm nằm liệt giường mấy ngày nay rồi. Thôi chết, thế hả bác? Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ốm sao thế? Sao không báo cho con biết? Đức, sao con lại về giờ này? Bác Hoa lại gọi điện cho con phải không? Vâng, lẽ ra mẹ phải báo con sớm hơn chứ. Mẹ ốm thế này mấy hôm rồi, mẹ đã ăn uống gì chưa? Mẹ đỡ rồi. Lúc nãy bác Hoa nấu cho bác cháu. Mẹ ăn rồi, con đừng có lo. Trời nắng nóng quá, mẹ toát hết cả mồ hôi rồi. Không sao, mẹ quen rồi. Con có nóng không? Có quạt đây. Con quạt đi cho đỡ nóng. Mẹ, chiếc quạt nan này. Để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đấy nhé. Mẹ, sao con lại quên được lời hứa ngày xưa chứ? Mẹ ơi. Mẹ, mẹ ngủ đi. Con quạt cho mẹ ngủ. Mẹ ngủ đi. Ngày mai. Ngày mai gì hả con? Không. Mẹ để con quạt cho. Mẹ ngủ đi. Mẹ, lần này con không hứa nữa. Con chưa quên lời hứa ngày trước đâu mẹ. Món quà của em chồng. Có mấy triệu tiết kiệm đấy. Anh xem mua cái tủ lạnh mới đi. Sửa 5-7 lần vẫn bị đóng tuyết. Thôi cố dùng thêm một thời gian đi em à. Anh đang định bàn với em chuyện khác. Chú Hai sang tuần làm tân gia. Anh định tặng chú ấy cái tủ lạnh. Em thấy sao? Ôi trời ơi, anh giàu nhỉ. Tặng cái tủ lạnh cơ đấy. Ba mẹ mất sớm, hồi cưới nó, lẽ ra anh phải đứng ra tổ chức mọi việc. Đúng lúc nhà máy anh bị giải thể, khó khăn đủ đường, chẳng đỡ được chú ấy, còn để nhà thím Thùy hỗ trợ. Lúc chú thím ấy xây nhà cũng chẳng giúp được gì. Giờ tân gia,
anh muốn có chút gọi là mừng cho chú thím ấy. Cái tủ lạnh mà tí chút à? Người nhà sao phải khách khí làm gì? Tiết kiệm mãi mới được mấy triệu thì giờ anh bày đặt quà cáp. Không phải khách khí, chỉ là anh nghĩ nếu người ta có hỏi tới, chú hai cũng đỡ tuổi với bà ngoại, tân gia ai lại tới tay không. Lúc nào có thì cho, sao cứ phải ngay tức khắc? Nghèo còn phải sỉ vai. Đã thế, tôi tự mua cho biết mặt, khỏi bàn nhiều. Chỗ này chắc đựng được đồ cả tháng mất. Thích quá. Ôi cha mẹ ơi, 40 triệu. Bán cơm cả đời chắc cũng không mua được mất. Ờ, kia, kia có phải chú hai không nhỉ? Vợ chồng nó làm nhà xong mà vẫn mua được tủ lạnh mấy chục triệu. Thế này mà lão Vũ đã vội lo thằng em thiếu thốn, buồn tuổi. Em đi đâu về đấy? Vì bà mặt mũi bí xị thế kia. Anh đó, toàn đi lo những chuyện không đâu, bực mình. Sao thế? Vẫn khó chịu chuyện lúc nãy à? Thôi mà, thế này vậy, nhà mình cứ sắm tủ mới đã, rồi lại tiết kiệm. Bao giờ gần tân gia thì kỷ niệm chú thím ấy sao? Chứ em cứ thế này anh cũng buồn lắm. Thật nhá, mà phải thế chứ. Đấy là anh không biết thôi, chứ chú thím ấy không khó khăn như mình nghĩ đâu. Em nói gì anh không hiểu. Anh tìm ai thế? Đây có phải nhà chị Hoa không ạ? Chúng tôi chuyển hàng của siêu thị điện máy thế kỷ mới. Ừ, tôi Hoa đây. Nhưng mà tủ lạnh em mua rồi mà còn giấu anh, chắc chú thím ấy sướng lắm đây. Đưa em xem nào. Chắc anh nhầm rồi. Cái tủ này những 40 triệu, nhà tôi làm sao mà... Khoan đã, 40 triệu ư? Đúng địa chỉ người nhận đây mà, không nhầm được đâu ạ. Chị để chúng tôi chuyển hàng vào nhà đi, chúng tôi còn mấy đơn hàng nữa mà cũng muộn rồi. Đi, anh em mình chuyển vào nhà, phiền các cậu quá. Ờ, chú Vũ à? Xong rồi, cảm ơn các cậu nhé. Không có gì đâu ạ, xin phép anh chị nhé. Chà, chưa bao giờ thấy cái tủ lạnh nào đẹp thế này. Tân gia mà có cái tủ này trong bếp thì đúng là nhất. Đúng là đẹp cầu thang sang nhà bếp. Bà vợ trông thế mà tâm lý ra trò. Ai thế em? Alo. Ừ, Vũ à. Ừ, sao lại... Cái thằng. Được rồi, anh sẽ chuyển lời đến chị. Cảm ơn chú thím. Anh à, chú Vũ nói gì thế? Nó bảo mấy lần thấy em lay hoay với cái tủ đóng tuyết khổ quá, lại còn làm hàng cơm nữa, nên nó quyết định mua. Tiền tiết kiệm riêng đấy. Nó bảo muốn báo đáp công chị dâu giúp đỡ nó ăn học bấy lâu. Chú ấy thật là... Chú ấy tự kiếm tiền ăn học, mình có đỡ đần được bao nhiêu đâu mà. Em cũng giúp chú ấy nhiều đấy chứ. Anh biết em chỉ hơi ác khẩu chút thôi, còn trong lòng em rất thương nó. Còn nếu mà vẫn áy náy không nỡ nhận thì để anh gửi trả, đỡ phải mua quà tân gia. Chú ấy tặng em chứ tặng anh à, đừng có đụng vào. Cả khu nhà mình chắc chẳng có nhà nào có cái tủ xinh như vậy đâu. Câu chuyện khởi nghiệp. Tâm huyết của bố con ta cuối cùng cũng đã xong. Đúng vậy, quán cà phê mang phong cách gia đình của bố con mình sẽ là nơi gắn kết những tình cảm, yêu thương của bố mẹ và con cái. Bất kỳ ai, mỗi khi bước chân vào không gian đầm ấm này sẽ nhớ ngay đến gia đình mình. Ừ, tôi chỉ mong anh đừng có mà cả thèm chóng chán là tôi mừng rồi. Chào chị, chào cháu. Hai mẹ con dùng gì ạ? Cho chị cà phê sữa nóng, còn bé một nước cam ấm nhé. Vâng, chị.
chị và cháu chờ một chút. Các ông vào đây uống cà phê nhé, có cả trà đấy, ủng hộ cha con chúng tôi. Một tuần sau. Sao quán càng ngày càng vắng khách thế này? Chán quá. Mấy chậu hoa này phải được chăm tưới, kẻo nó héo mất. Làm gì có khách đâu, bố tưới làm gì cho phí công. Chẳng hiểu sao lúc mới mở đông khách thế mà càng ngày càng thưa. Cái thằng phải tưới cho nó tốt, nó đẹp thì mới có khách chứ. Còn mấy chậu cảnh bên ngoài, bố cũng phải ra tưới nước đây. Trời, quán càng ngày càng vắng khách, vậy mà bố mình vẫn cứ vui vẻ như không vậy. Mình bắt đầu thấy nản rồi, làm ăn thế này thì biết bao giờ mới khá được. Một thời gian sau. Quân ơi, dậy đi con, dậy mở cửa hàng đi. Có khách đâu mà mở hàng sớm làm gì hả bố? Tưởng bố mở cửa hàng rồi lại đi đâu? Chắc vắng khách quá nên ông cũng chán rồi. Bố về rồi đó ạ? Con định nói với bố chuyện này. Bố cũng có việc đang định bàn với con đây. Bố này, con tính là bố con mình chuyển nhượng quán cà phê thôi bố à. Con đang nói cái gì vậy? Con định nói điều này với bố mấy lần rồi, nhưng mà nghĩ bố và con đã đầu tư bao nhiêu tiền và công sức vào quán này, lại tiếc con ráng thêm thời gian xem có khách không, nhưng quán vẫn vắng teo, nên giờ có lẽ chuyển nhượng là thích hợp nhất. Bố thì lại nghĩ khác. Bố vừa đi sưu tầm một đống sách chia sẻ về kinh nghiệm làm quán cà phê đây, biết đâu sẽ tìm thấy hướng đi cho quán cà phê của bố con mình. Chả thay đổi được gì đâu bố ơi, chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Vẫn chưa hết sức đâu con à. Chẳng lẽ bố không hiểu sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cả bố và con đều sẽ tốn công, tốn sức thôi. Có lẽ con sẽ đi xin làm một công việc gì đó. Thôi, con thấy đói rồi, chắc phải đi ăn cái gì đã. Bố có đi ăn luôn không? Đằng nào cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Được. Vậy bố con mình cùng đi ăn. Nay ăn phở nhé. Vâng, để con chở bố đi. Mà chùm chìa khóa xe máy đâu rồi nhỉ? Rõ ràng mình vừa mới để đây mà. Bố có thấy chùm chìa khóa của con ở đâu không? Không, mà không tìm thấy thì thôi, không đi nữa con à. Không đi là không đi thế nào được? Con đang đói ơi là đói, lại thèm món phở ấy nữa chứ. Thôi vậy, hay bố con mình đi bộ nhé. Cái quán phở đó cũng không quá xa đây. Ngon quá, no quá. Đấy, cứ nghe lời bố thôi, không đi nữa là chết đói à. Chìa khóa đây mà, sao bố không đưa sớm? Không có xe máy, nhưng bố và con vẫn đi ăn được đó thôi. Mục đích cuối cùng thì chúng ta cũng đã đạt được là ăn no, là không còn thấy đói nữa. Ý bố là... Bố muốn nói đến quán cà phê gia đình. Ý tưởng mở quán giống như việc con muốn đi ăn vậy. Khó khăn khi quán vắng khách cũng như việc con không có chìa khóa xe máy để đi. Bỏ quán là bỏ ăn. Vậy rồi con vẫn quyết tâm đến chỗ ăn được bằng cách đi bộ. Vậy tại sao con không tìm cách giải quyết vấn đề của quán? Có điều đi ăn khác mở quán bố à. Trước khi con từ bỏ, hãy nhớ lý do mà con đã bắt đầu. Lý do mà con đã bắt đầu? Con đã nói quán cà phê mang phong cách gia đình của bố con mình sẽ là nơi gắn kết những tình cảm, yêu thương của bố mẹ và con cái. Bất kỳ ai, mỗi khi bước chân vào không gian đầm ấm này, sẽ nhớ ngay đến gia đình mình. Bố nhớ vậy sao? Sao lại không nhớ? Bởi đó là tâm huyết của hai bố con mình. Đó là lý do con bắt đầu. Nhưng con lại định kết thúc nó vì một lý do khác. Con à, ai khởi nghiệp mà không gặp khó khăn? Có lẽ chúng ta đi chưa đúng đường thôi. Con hiểu rồi bố, con sẽ cố gắng để gây dựng và phát triển quán cà phê theo đúng tiêu chí ban đầu bố con mình đã đề ra. Mời anh chị,
Hôm nay có đồ uống cho bé rất ngon, quán rất ấm cúng đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.